Xin kính chào và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đến với Anh Dũng Vision. Đây là bản tin phát vào khuya, lúc 0 giờ ngày 4 tháng 9 năm 2024. Đây là bản tin chỉ có đọc và nghe và ngủ thôi các bạn nha. Hôm nay chúng ta nói về cái đề tài về cái sự tương đồng và sự khác biệt trong cái chiến lược Mỹ và Trung hiện nay. Như chúng ta biết là hôm vừa rồi ông Sullivan, tức là cố vấn an ninh Nhà Trắng đã đến Bắc Kinh. Thì không biết là có cái chuyện gì đây. Thì tương đương thôi, ông bên Trung Quốc sẽ đưa cái ông Vương Nghị, chúng ta biết là ông này là ủy viên Bộ Chính trị, chủ nhiệm văn phòng của Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, trước đây là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, sau khi ông Tần Cương mà coi như thôi vì lý do gì đó, thì bây giờ là ông này ông cũng kiêm lên cái Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, nhưng mà là ông công tác đảng là chính, tức là ngoại giao của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thì trong đó có các sự trao đổi của hai bên, tức là cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Sullivan và coi như là Ủy viên Bộ Chính trị phụ trách ngoại giao của Trung Quốc. Thì đánh giá từ các cái báo cáo cuộc họp của hai bên công bố thì lập trường của hai bên có những cái quan điểm cái gọi là tương đồng và cũng đạt được một số cái đồng thuận. Tuy nhiên giữa hai bên có nhiều khác biệt và thậm chí là bất đồng rất là sâu sắc. Thì cái điểm chung thứ nhất của hai nước này, để mô tả cái không khí của cuộc họp này, thì hai bên sử dụng ba cái từ tương đồng. Thứ hai, nói cái khác là có tương đồng ba thứ. Một là thẳng thắn, hai là thực chất, và ba là mang tính xây dựng. Nó gọi là candid, substantive và constructive. Cái điều này cho thấy là cuộc gặp kéo dài 2 ngày vẫn giữ cái phong cách là trao đổi cái gọi là chiến lược mà Vương Nghị và Sullivan đã tiến hành vào 18 tháng trước, tức là 1.5 năm trước. Hai bên đã thảo luận sâu sắc và hiệu quả của các cái vấn đề cái mang cái tính chiến lược của hai nước. Cái điểm chung thứ hai là hai bên rất là coi trọng cái vai trò dẫn dắt lãnh đạo của hai nước trong quan hệ Mỹ Trung, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện đồng thuận và mà các nguyên thủ đã đạt được. Thì khi chúng ta nhớ cái hồi mà ông Trump ông lên thì Tập Cận Bình có qua, trong hai ông đi dạo trong vườn này thì lúc đấy thì Trump thì lên là đánh Trung Quốc ngay, nhưng mà cái gì gặp thì cứ gặp. Đấy, ngoại giao cứ ra ngoại giao, còn chính trị là chính trị, còn quân sự thì rút súng lục ra bắn nhau lúc nào thì cái đấy là việc khác. Thì cái thời điểm đó ông Tập Cận Bình các bạn còn nhớ là ông có nói với Trump, tức là chúng tôi cũng muốn là ngang hàng, phải lứa với ông, chứ không có phải là bây giờ thằng trên thằng dưới nữa. Nhưng mà Trump lúc đấy vẫn không chịu, vẫn nói ý là Trung Quốc vẫn là dưới, chiếu dưới một bậc, có thể là cũng trên cái bậc cao nhưng mà cũng là dưới một bậc. Thì trong năm điều mà Vương Nghị đề cập về cái con đường đúng đắn để các nước lớn cùng chung sống giữa Trung Quốc và Mỹ á, thì cái điều đầu tiên đó là điểm mấu chốt để duy trì quan hệ Mỹ Trung đi đúng hướng nằm ở sự lèo lái của các nguyên thủ hai nước. Hai bên cần phải đề cao các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi, thực hiện sự đồng thuận mà nguyên thủ hai nước đã đạt được, và qua đó thúc đẩy quan hệ Mỹ-Trung phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững. Thì nội dung của cái đoạn đầu tiên trong cái báo cáo cuộc họp của Mỹ thì nói rằng là cuộc họp này là một phần trong cái nỗ lực không ngừng nhằm duy trì các kênh trao đổi và quản lý một cách có trách nhiệm mối quan hệ Mỹ-Trung, như đã được Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh Worldside năm 2023. Để đạt được cái mục tiêu này thì phía Trung Quốc tiết lộ rằng là hai bên cũng đã tiến hành thảo luận về một cái vòng trao đổi mới giữa các nguyên thủ hai nước trong thời gian tới. Phía Mỹ thậm chí còn tiết lộ rằng hai bên rất là hoan nghênh cái những nỗ lực không ngừng nhằm duy trì các kênh trao đổi thông suốt, bao gồm cả kế hoạch tổ chức các cuộc điện đàm cấp lãnh đạo trong vài tuần tới. Điểm chung thứ ba là hai bên đều có cái ý định tiếp tục thực hiện cái sự đồng thuận đã đạt được tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Trung ở San Francisco, cũng như là sẽ tiếp tục duy trì thảo luận chiến lược và đối thoại tiếp xúc ở mọi cấp độ giữa hai bên. Phía Trung Quốc bày tỏ là hai bên nhất trí tiếp tục thực hiện sự đồng thuận quan trọng mà nguyên thủ hai nước đã đạt được tại Hội nghị San Francisco, duy trì tiếp xúc cấp cao và trao đổi ở tất cả các cấp, đồng thời tiếp tục hợp tác trong các cái lĩnh vực như kiểm soát ma túy, hành pháp, hồi hương, người nhập cư bất hợp pháp, ứng phó với biến đổi khí hậu. Chúng ta thấy toàn những chuyện linh tinh thôi. Thì hai bên cũng nhất trí tổ chức các cơ chế như các cuộc gọi video giữa lãnh đạo của đội hai nước và vòng đối thoại liên chính phủ Mỹ-Trung về trí tuệ nhân tạo lần thứ hai vào một thời điểm thích hợp.
Về điều này thì phía Mỹ nêu cụ thể hơn, hai bên đã thảo luận về tiến độ của các bước tiếp theo trong cái việc thực hiện các cam kết của hội nghị thượng đỉnh Woodside, bao gồm kiểm soát ma túy, trao đổi giữa các quân đội hai nước, cũng như là sự an toàn và rủi ro của trí tuệ nhân tạo. Họ cũng chú ý đến cái tầm quan trọng của việc giao lưu quân sự thường xuyên và liên tục, đồng thời lên kế hoạch tổ chức và các cuộc điện đàm giữa chỉ huy chín khu trong cái tương lai gần. Hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về các bước tiếp theo để làm giảm cái sự lưu thông của ma túy tổng hợp bất hợp pháp, cũng như là tiếp tục hợp tác trong cái vấn đề hồi hương nhập cư không có giấy tờ và hành pháp. Chúng ta biết ở Mỹ hiện nay cái người Trung Quốc bất hợp pháp cũng như Việt Nam cũng rất là nhiều, cũng như là các nước ở châu Mỹ Latin. Thì cả hai cũng đều nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc thực hiện các bước cụ thể để giải quyết khủng hoảng về khí hậu. Ngoài ra, John Prista, cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ về chính sách khí hậu quốc tế, sắp tới cũng sẽ thăm Trung Quốc. Còn phía Mỹ cũng cho biết là hai nhà lãnh đạo là đều ghi nhận cái tầm quan trọng của kênh trao đổi chiến lược này trong 18 tháng qua, và đồng thời cam kết tiếp tục duy trì hoạt động ngoại giao cấp cao và tham vấn cấp chuyên viên không bị gián đoạn. Cái điểm chung thứ tư là cả hai bên đều mong muốn tránh xung đột và cùng tồn tại hòa bình, nhưng lại có những bất đồng về cách thức đạt được điều này. Vương Nghị chỉ ra rằng điểm mấu chốt của Trung Quốc và Mỹ tránh xung đột mà đối đầu nằm ở việc tuân thủ ba thông cáo chung, là phải giữ gìn cái nền tảng chính trị cho việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc, tôn trọng chế độ chính trị và con đường phát triển của Trung Quốc, đồng thời tôn trọng quyền phát triển chính đáng của người dân Trung Quốc. Sullivan thì bày tỏ giữa Mỹ và Trung Quốc có bất đồng, có cạnh tranh, nhưng cũng có nhiều cái lĩnh vực cần hợp tác. Đồng ý rằng đối phương cần phải được đối xử theo cách bình đẳng và cạnh tranh, cũng cần phải lành mạnh và công bằng. Mỹ và Trung Quốc cùng tồn tại hòa bình trên hành tinh này trong một thời gian dài. Mục tiêu chính của Mỹ là phải tìm được cái cách quan hệ Mỹ-Trung phát triển bền vững. Mỹ sẵn sàng tiếp tục duy trì trao đổi chiến lược với Trung Quốc, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, cũng như là giảm bớt những hiểu lầm và đánh giá sai lầm. Qua đó cũng có thể thấy hai bên đã đạt được sự đồng thuận về việc duy trì và trao đổi. Phải làm gì tiếp theo? Và mục tiêu chung là tránh xung đột. Tuy nhiên, lập trường của hai bên về một số vấn đề lớn vẫn tồn tại những bất đồng rất dễ nhận thấy. Cái điểm khác biệt thứ nhất là định nghĩa về mối quan hệ giữa hai nước. Phía Trung Quốc thì khẳng định mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ không thể được định nghĩa bằng sự cạnh tranh. Hai nước phải tôn trọng lẫn nhau và đối xử bình đẳng với nhau. Thì Trung Quốc rất là thích cái gọi là ngang hàng. Trong khi đó thì phía Mỹ vẫn coi cạnh tranh là đặc điểm mang tính quyết định trong quan hệ Mỹ-Trung, đồng thời tìm kiếm sự hợp tác trong các lĩnh vực phù hợp với lợi ích của mình. Điều này cũng thấy rõ trong 5 điều mà Vương Nghị đề cập về con đường đúng đắn để các nước lớn cùng chung sống giữa Trung Quốc và Mỹ, gần như là không nói chỉ đến Nga cả. Thì phía Trung Quốc có rất nhiều cái bất mãn và lo ngại về cái cách tiếp cận của Mỹ đối với Trung Quốc. Vương Nghị là bày tỏ rằng cái điều then chốt để tương tác giữa Trung Quốc và Mỹ diễn ra suôn sẻ là phải đối xử bình đẳng với nhau, xuất phát từ cái vị thế sức mạnh, không phải là cái cách thức tương tác đúng đắn giữa các quốc gia, để Trung Quốc và Mỹ có thể đạt được chung sống hòa bình. Và điều quan trọng là thiết lập một nhận thức đúng đắn. Về đối nội thì Trung Quốc dốc hết sức, người dân Trung Quốc có thể có một cuộc sống tốt đẹp. Về đối ngoại thì nỗ lực đóng góp nhiều hơn nữa cho hòa bình và sự phát triển của thế giới. Phía Mỹ thì không nên phán xét Trung Quốc theo con đường mà mình từng đi, cũng không nên soi xét Trung Quốc qua khuôn mẫu rằng cường quốc tất nhiên là sẽ là theo đuổi cái bá quyền. Cái điểm đặc biệt thứ hai là mỗi bên đều có thái độ riêng về các vấn đề an ninh, về Đài Loan, về Biển Đông, về Ukraine. Nhưng điều này không loại trừ khả năng hai bên đạt được sự ngầm hiểu nhất định. Về vấn đề Đài Loan, thì phía Trung Quốc đã tiến hành những đàm phán quan trọng. Ngoài cảnh báo hai nước Trung Quốc mà Mỹ phải tránh cái xung đột và đối đầu, cái điểm mấu chốt là tuân thủ ba thông cáo chung để gìn giữ nền tảng chính trị cho việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, đồng thời tôn trọng chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Hàm ý có Đài Loan, và Vương Nghị cũng nhấn mạnh rằng Đài Loan là thuộc về Trung Quốc, và Trung Quốc nhất định sẽ thống nhất. Đài Loan độc lập là nguy cơ lớn nhất đối với hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan. Phía Mỹ thì nên thực hiện cam kết không ủng hộ Đài Loan độc lập, tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc và ba thông cáo chung Mỹ-Trung, ngừng cung cấp vũ khí cho Đài Loan và ủng hộ sự thống nhất hòa bình của Trung Quốc. Báo cáo của cuộc
Cái báo cáo cuộc họp của Mỹ chỉ đề cập vấn đề Đài Loan một cách ngắn gọn. Sullivan nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định ở hai eo biển Đài Loan, hai bờ eo biển Đài Loan. Tuy nhiên, báo cáo phía Trung Quốc viết rằng Sullivan bày tỏ Mỹ tuân thủ chính sách một Trung Quốc và không ủng hộ Đài Loan độc lập. Hai Trung Quốc hay một Trung Quốc hay một Đài Loan. Kết hợp với cuộc họp báo của Mỹ trước cuộc gặp mặt, lẽ ra thì trong cuộc họp với Sullivan nên đề cập chính sách một Trung Quốc mà Mỹ tự định nghĩa, cũng như các lập trường truyền thống của nước này và phản đối bất kỳ bên nào đơn phương thay đổi hiện trạng và thúc giục hai bờ eo biển Đài Loan tiến hành cuộc đối thoại có ý nghĩa. Thì chúng ta thấy là cái này thì ông chẳng bà chuộc này. Đấy, nhưng mà nói thì có lẽ thậm chí ông này kết luận dùng cho ông kia thì ông kia nói không phải, nôm na là như vậy. Còn về vấn đề Biển Đông thì gây rất nhiều cái ồn ào gần đây, thì Vương Nghị nhấn mạnh rằng là Trung Quốc kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, quyền và lợi ích hàng hải đối với các đảo ở Biển Đông, đồng thời gìn giữ nghiêm túc và hiệu quả tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông. Mỹ không được sử dụng các hiệp ước song phương như một cái cớ để làm tổn hại chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc, cũng như không được ủng hộ hay dung túng những hành vi xâm phạm của Philippines. Trong khi đó thì Sullivan nhắc lại cam kết của Mỹ trong việc bảo vệ đồng minh Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương và bày tỏ quan ngại về các cái hành vi thất thường của Trung Quốc nhằm đáp trả các hoạt động hàng hải hợp pháp của Philippines tại Biển Đông. Về vấn đề chiến tranh Nga-Ukraine, Vương Nghị bày tỏ Trung Quốc luôn nỗ lực thúc đẩy đàm phán hòa bình, thúc đẩy giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine và chúng tôi sẽ tiếp tục làm điều đúng đắn. Phía Mỹ thì không nên đẩy trách nhiệm về phía Trung Quốc, càng nên không nên tùy ý áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương bất hợp pháp. Sullivan thì bày tỏ lo ngại về sự hỗ trợ của Trung Quốc đối với các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga và ảnh hưởng đó đến châu Âu và xuyên Thái Bình Dương, xuyên Đại Tây Dương. Cái điểm khác biệt thứ ba là các vấn đề kinh tế, thương mại và khoa học công nghệ. Lập trường của hai bên có sự bất đồng rõ ràng và cách làm cụ thể khó có thể thay đổi trong thời gian ngắn. Vương Nghị chỉ ra rằng an ninh của các quốc gia phải chung, toàn diện, hợp tác và bền vững. An ninh của đất nước mình không thể được xây dựng trên sự thiếu an toàn của các quốc gia khác. An ninh quốc gia thì đòi hỏi phải có ranh giới rõ ràng, nhất là trong lĩnh vực kinh tế thì càng cần phải được xác định một cách khoa học. Phía Mỹ nên ngừng kiềm chế Trung Quốc trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và khoa học công nghệ, cũng như là ngừng làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của Trung Quốc. Việc sử dụng thuyết dư thừa công suất làm cái cớ để thực hiện chủ nghĩa bảo hộ sẽ làm tổn hại đến sự phát triển xanh toàn cầu cũng như ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của nền kinh tế thế giới. Trong cuộc họp, mặc dù Sullivan đã nhắc lại Mỹ không có ý định tách khỏi Trung Quốc, nhưng ông nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện các hành động cần thiết để ngăn chặn việc công nghệ tiên tiến của Mỹ bị sử dụng để làm suy yếu an ninh quốc gia, mà không làm hạn chế quá mức hoạt động thương mại hay đầu tư. Ông cũng nêu lên những lo ngại liên tục về các chính sách thương mại không công bằng và các hoạt động kinh tế phi thị trường của Trung Quốc. Tóm lại, có thể kỳ vọng rằng trong gần 5 tháng còn lại, trước khi chính phủ mới của Mỹ lên cầm quyền, Trung Quốc và Mỹ sẽ tiếp tục duy trì trao đổi và đối thoại, kiểm soát những bất đồng lớn, thúc đẩy các cái hợp tác thực chất và cố gắng duy trì đà phát triển tương đối ổn định hiện nay trong quan hệ Mỹ-Trung dựa trên sự đồng thuận mà nguyên thủ hai nước đã đạt được tại Hội nghị Thượng đỉnh San Francisco. Chúng ta nghiên cứu cái vấn đề thứ hai cũng trong cái đề tài Trung Quốc và Mỹ là cái chính sách kiềm chế Trung Quốc có phải là một nhiệm vụ bất khả thi của Mỹ hay không. Những phát biểu về thể hiện lập trường cứng rắn trước Trung Quốc của ông Donald Trump cho thấy rằng là vị cựu tổng thống này đủ thiếu nhạy bén về ngoại giao, nhưng hoàn toàn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng hiện nay Trung Quốc chứ không phải Nga mới là đối thủ chiến lược số 1 của Mỹ. Do đó, tuy Trump đã giết chết cái hiệp định TPP, tức là xuyên Thái Bình Dương, và Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây đã tuyên bố là chấm dứt chiến lược xoay trục về châu Á mà Obama khởi xướng, nhưng nhiều khả năng chính quyền Trump vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi cái chính sách đã được vạch ra trong chiến lược xoay trục, bởi những lợi ích quốc gia cơ bản của Mỹ ở châu Á vẫn chưa hề thay đổi. Từ góc nhìn của Bắc Kinh rõ ràng, những cái động thái chính trị ngoại giao của Mỹ trong thời gian gần đây đã thể hiện ý đồ ngăn chặn Trung Quốc mở rộng sức ảnh hưởng tại châu Á của Mỹ. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ từ trước đến giờ thì đều phủ nhận điều này. Nhưng trên thực tế, quan điểm cho rằng Mỹ phải kiềm chế Trung Quốc đã và đang nhận được nhiều sự ủng hộ của các học giả và các nhà nghiên cứu chính sách Mỹ trong những năm gần đây. Nhưng liệu kiềm chế Trung Quốc có phải là cách thức tốt nhất
để Mỹ duy trì vị thế độc tôn hiện nay ở châu Á hay không? Để trả lời câu hỏi này, thì một số tác giả đã đưa ra hai cái luận điểm chính. Một là cần phải phân biệt rõ ràng hai mục tiêu. Một là kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc và đánh bại tham vọng bá quyền của Trung Quốc ở châu Á nói chung và ngăn chặn các nỗ lực đơn phương nhằm mở rộng lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông. Hai là trong tương lai gần, chỉ có mục tiêu ngăn chặn bành trướng lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông là thật sự cần thiết và khả thi. Cha đẻ của chính sách kiềm chế trong chiến tranh lạnh là nhà ngoại giao Mỹ Cannon và cái bài viết nguồn gốc hành vi của Liên Xô lừng danh. Trong hai bài viết kinh điển này, Cannon đã lập luận rằng nguồn gốc của mâu thuẫn Mỹ-Xô chủ yếu xuất phát từ tư duy đối ngoại dựa trên nỗi bất an truyền thống của người Nga trước các mối đe dọa từ bên ngoài. Để bảo vệ lãnh thổ rộng lớn mênh mông của mình, các nhà lãnh đạo Nga từ trước tới giờ luôn phải đề phòng, cảnh giác trước mọi mối hiểm họa lớn nhỏ. Vì vậy, người Nga không có văn hóa thỏa hiệp như người Mỹ Anh, mà thay vào đó là tư duy chiến đấu một mất một còn để đảm bảo an ninh của mình. Do đó, theo Cannon, cách tốt nhất để Mỹ đối phó với Liên Xô là thực thi một chiến lược kiềm chế, kiên trì và lâu dài, với mục tiêu chính là ngăn chặn khuynh hướng bành trướng của Liên Xô ở phạm vi toàn cầu, đặc biệt là ở trận địa trọng yếu như Tây Âu và Đông Á. Thì cái đây là cái học giả Mỹ, cho nên chúng ta nghe, chúng ta chỉ nghe nửa tai thôi, nghe hoặc là nghe tai này và lọt qua tai kia thôi. Thì trong này nó có rất nhiều cái luận điểm của các cái nhà nghiên cứu của Nga, của Mỹ và của Trung Quốc. Thì chúng ta nghe, thì chúng ta nghe cái tên là chúng ta sẽ hiểu, tức là người ta đang muốn nói gì. Và qua cái bộ lọc của bộ óc của các bạn thì chúng ta cũng sẽ hiểu được cái tình hình chung và cái quan điểm chung của các cái nước lớn trên thế giới, họ đang nghĩ gì và làm gì. Cannon cho rằng nếu Mỹ có thể áp dụng triệt để chiến lược này với Liên Xô một cách lâu dài và bền vững, thì hệ thống của Liên Xô sẽ từ từ suy yếu và tan rã. Có lẽ đây cũng là mong muốn của những người đang kêu gọi Mỹ kiềm chế Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay, giống như Liên Xô trước đây. Mà trong đó, giáo sư John Maxmeyer của Đại học Chicago, Mỹ là một trong những người có tiếng nói trọng lượng và uy tín, là người sáng lập ra cái trường phái tân hiện thực tấn công. Maxmeyer cho rằng mọi cường quốc đều theo đuổi mục tiêu tối đa hóa quyền lực của mình, bởi trong một thế giới vô chính phủ, quốc gia nào càng mạnh thì càng đảm bảo được an ninh của mình. Theo ông, một quốc gia chỉ thực sự an toàn trong một thế giới vô chính phủ thì nó là bá quyền. Khi nó bá quyền và duy nhất trong hệ thống, khi Mỹ đang là bá quyền duy nhất hiện nay, rồi Trung Quốc cũng đang có tham vọng trở thành bá quyền thứ hai ở châu Á, thì rõ ràng xung đột lợi ích giữa hai bên này là không thể tránh khỏi. Những học giả có khuynh hướng diều hâu như ông này cho rằng Trung Quốc càng mạnh thì định nghĩa về lợi ích quốc gia của nước này càng rộng, và theo lẽ tự nhiên thì Trung Quốc sẽ muốn có nhiều cái sự tự do để tùy ý hành động và muốn có sự kiểm soát hơn đối với các khu vực kế cận để đảm bảo cái an ninh của mình. Và trên thực tế thì các nhà lãnh đạo Bắc Kinh cũng đã cho thấy cái tham vọng xây dựng một cái hạm đội hải dương xanh đủ mạnh để có thể bảo vệ vùng nước duyên hải của Trung Quốc, đồng thời kiểm soát được những cái vùng biển trọng yếu nhất trên thế giới như hải quân Mỹ đã làm. Trong khi đó, Trung Quốc vẫn đang phát triển và các cái loại vũ khí chống tiếp cận nhằm giới hạn tầm hoạt động của quân đội Mỹ tại châu Á và làm suy yếu khả năng răn đe của Mỹ, đặc biệt là trong phạm vi chuỗi đảo thứ nhất, tức là First Island Chain, trải dài từ đảo Okinawa của Nhật Bản cho đến tới Biển Đông. Một trong cái tương lai xa hơn mà khi Trung Quốc đã đủ mạnh về mặt kinh tế lẫn quân sự rồi, thì rất có thể nước này sẽ dùng thế mạnh quân sự của mình để uy hiếp các nước đồng minh của Mỹ trong khu vực, đẩy Mỹ vào cái tình thế khó khăn. Một là bảo vệ đồng minh và chấp nhận rủi ro chiến tranh với Trung Quốc. Hai là bỏ rơi các đồng minh của mình và đối mặt với nguy cơ toàn bộ hệ thống liên minh toàn cầu của mình bị tan rã. Dù trường hợp nào xảy ra đi nữa thì đây cũng là một viễn cảnh thua thua cho Mỹ. Hơn nữa là một khi mà Trung Quốc đã trở thành một siêu cường toàn cầu như Mỹ, thì rất có thể nước này sẽ can thiệp vào các khu vực ở châu Mỹ, Nam Mỹ vốn là sân sau của Mỹ. Điều này sẽ buộc Mỹ phải phân tán sự tập trung lực lượng của mình trên toàn thế giới, do đó làm suy yếu các cam kết an ninh của Mỹ đối với các khu vực trọng yếu khác trên thế giới. Dù bá quyền Trung Quốc có thân thiện đi chăng nữa thì một nước Trung Quốc hùng mạnh vẫn là cái gai trong mắt người Mỹ, bởi Bắc Kinh sẽ có tiếng nói quyết định trong các vấn đề ở châu Á. Nếu như vậy thì Mỹ sẽ càng trở nên phụ thuộc vào Trung Quốc để đạt được những mục tiêu quan trọng của mình như phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, v.v. Do đó, sự trỗi dậy của Trung Quốc trong bất kỳ trường hợp nào
vẫn là mối đe dọa lớn đối với lợi ích cốt lõi của Mỹ là duy trì vị thế siêu cường độc tôn của mình tại châu Á Thái Bình Dương. Trên cơ sở đó, thì học giả này đã đề xuất ở phía Mỹ triển khai chiến lược về kiềm chế tương đối giống với Mỹ đã thực hiện trong suốt chiều dài của cuộc chiến tranh lạnh để đối phó với Liên Xô trước đây. Cụ thể hơn, nhà học giả này cho rằng Mỹ cần phải xây dựng một tập hợp lực lượng để tạo ra đối trọng với Trung Quốc. Nói cách khác, Mỹ cần phải dẫn đầu một liên minh các quốc gia chống lại Trung Quốc bằng việc nâng cao năng lực quốc phòng cho những nước láng giềng đang có mâu thuẫn với Trung Quốc và thậm chí can thiệp quân sự để hỗ trợ các nước này, nếu không còn lựa chọn nào khác. Có hai câu hỏi lớn có thể đặt ra khi khuyến nghị chính sách trên. Một là liệu kiềm chế thành công Trung Quốc có phải là một nhiệm vụ bất khả thi hay không? Nói cách khác, Mỹ có thể áp dụng được chiến lược này để ngăn chặn Trung Quốc như họ đã từng làm với Liên Xô trong chiến tranh lạnh hay không? Hai, giả sử việc kiềm chế Trung Quốc khả thi đi nữa, thì liệu kiềm chế Trung Quốc có phải là một hành động cần thiết để Mỹ bảo vệ lợi ích của mình tại châu Á hay không? Thì theo quan điểm của tác giả, câu trả lời cho cả hai câu hỏi trên là không. Xét về tính khả thi và hiệu quả thì cũng cần phải nhìn nhận một cách sòng phẳng, thẳng thắn rằng một chiến lược kiềm chế toàn diện sẽ có tốn phí rất lớn, trong khi nhiều khả năng sẽ không có tác dụng đối với Trung Quốc. Thứ nhất, chỉ vì chính sách kiềm chế có tác dụng trong chiến tranh lạnh không có nghĩa là ngày nay nó hữu hiệu đối với Trung Quốc, vì thời thế đã thay đổi và Trung Quốc không phải là Liên Xô. Trung Quốc ngày nay tuy là một cường quốc hạt nhân, là một cường quốc quân sự thứ hai trên thế giới chỉ sau Mỹ, nhưng ít ra tại thời điểm này nó chưa phải là một đế chế tham vọng toàn cầu như Liên Xô. Trung Quốc chưa thể tìm kiếm đồng minh để chống Mỹ, cũng như đưa quân can thiệp vào sân sau của Mỹ như Liên Xô đã từng làm. Trung Quốc cũng chưa có một cái hệ tư tưởng với sức hút toàn cầu hay là một mô hình phát triển đủ hấp dẫn để lôi kéo tất cả các quốc gia ra khỏi trật tự thế giới của Mỹ. Mặt khác, nền kinh tế Trung Quốc và Mỹ có sự lệ thuộc rất lớn vào nhau và Trung Quốc là bạn hàng lớn nhất của rất nhiều quốc gia châu Á, nên việc kiềm chế Trung Quốc sẽ tốn phí rất cao mà khó mang lại hiệu quả. Hơn nữa, cần nhớ rằng, để Mỹ có thể kiềm chế được Trung Quốc, thì nước này buộc phải nhận được sự hợp tác từ các quốc gia láng giềng của Trung Quốc. Tuy nhiên, trên thực tế thì gần như chẳng có nước nào hiện nay sẵn sàng đứng về phe Mỹ để chống Trung Quốc một cách tuyệt đối. Kể cả những nước bị đe dọa an ninh nghiêm trọng nhất, nếu Trung Quốc độc chiếm được Biển Đông, như Việt Nam hay Philippines cũng vẫn chưa sẵn sàng để làm điều này, tức là thân với Mỹ. Dù quan hệ Việt-Mỹ đã trở nên nồng ấm hơn sau rất nhiều năm, nhưng Hà Nội vẫn chưa cho phép Hải quân Mỹ sử dụng quân cảng Cam Ranh như một căn cứ quân sự, mà cũng chưa sẵn sàng tham gia vào một liên minh chống Trung Quốc cùng với Mỹ. Đồng minh Philippines của Mỹ dưới thời Tổng thống Duterte tuy sẽ không cắt đứt quan hệ với Mỹ, nhưng đã cho thấy rằng họ sẵn sàng hàn gắn quan hệ với Trung Quốc sau những bước đi cứng rắn của chính quyền Aquino. Dù điều này làm phật lòng Mỹ, vì vậy nếu chiến lược kiềm chế mà học giả này đề xuất yêu cầu Mỹ xây dựng một cấu trúc liên minh giống như NATO ở châu Á, thì gần như nó sẽ chắc chắn thất bại. Bởi những đối tượng hiện nay có rất nhiều lý do để tham gia vào liên minh này, cũng như các nước lệ thuộc vào Trung Quốc nhiều nhất và họ muốn tránh trọng trách Bắc Kinh nhất, chứ không như các nước châu Âu phụ thuộc vào Mỹ. Hơn nữa, bản thân các sử gia vẫn còn đang tranh luận về tính hiệu quả. Của chiến lược kiềm chế trong chiến tranh lạnh. Nếu như ngày đó mà Tổng bí thư Andropov rồi Chechnenko không lần lượt ra đi để cho Gorbachev lên nắm quyền ở Liên Xô, thì chẳng có gì đảm bảo rằng chiến tranh lạnh sẽ kết thúc hay chủ nghĩa cộng sản sẽ tan rã tại châu Âu. Hơn nữa, bản thân các nhà lãnh đạo phương Tây lúc đó cũng hết sức ngạc nhiên và sửng sốt khi Gorbachev liên tiếp thỏa hiệp với Mỹ và khoanh tay đứng nhìn bức tường Berlin sụp đổ vào tháng 11 năm 1989. Nếu như những người trong cuộc tự tin về tính hiệu quả của chiến lược kiềm chế này đến như vậy thì chẳng có lý do gì để họ cảm thấy ngạc nhiên trước sự kết thúc của chiến tranh lạnh vào thời điểm đó. Như vậy, việc kiềm chế Trung Quốc một cách toàn diện không thể đảm bảo mang lại hiệu quả mong muốn, nhưng nó có tổn phí rất lớn và nó chắc chắn khiến cho Trung Quốc tức giận và thi hành chính sách cứng rắn hơn. Chính sách kiềm chế cũng sẽ củng cố nỗi sợ hãi, bao vây, cô lập Trung Quốc và chứng minh rằng phe diều hâu trong nội bộ Trung Quốc đã đúng. Một khi phe diều hâu Trung Quốc thắng thế, nhất định Bắc Kinh sẽ còn thi hành các chính sách cứng rắn hơn. Đây là hệ quả mà bất kể chính sách nào ở Washington đều muốn tránh.
và vì vậy thực thi chiến lược kiềm chế một cách toàn diện nhiều khả năng sẽ gây phản ứng tác dụng phản tác dụng. Hơn nữa, tuy Mỹ cần tiếng phản đối lên tiếng phản đối và ngăn chặn các hành động thiếu tính xây dựng của Trung Quốc, nhưng cô lập Trung Quốc sẽ là hành động thiếu khôn ngoan, bởi Washington cần sự hợp tác với Bắc Kinh trong các vấn đề quản trị toàn cầu (global governance), từ chống biến đổi khí hậu cho đến chấm phổ biến vũ khí hạt nhân cho tới can thiệp nhân đạo. Trung Quốc với sức nặng của mình đang ngày càng trở nên một đối tác không thể thay thế trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu nóng bỏng. Vì vậy, nếu người Mỹ muốn giải quyết các vấn đề toàn cầu, họ không còn lựa chọn nào khác là phải bắt tay với Trung Quốc. Đây sẽ là điều không tưởng, vì khi hai nước đang trong tình trạng đối đầu thù địch như Mỹ và Liên Xô trong thời kỳ đầu của cuộc chiến tranh lạnh. Vì những lý do trên, thì tác giả này cũng cho rằng không những chiến lược kiềm chế như đã được đề xuất không khả thi vào lúc này, mà còn tiềm ẩn những nguy cơ. Xét về khía cạnh thiết yếu, thì tác giả cũng đã nhận định rằng chưa đến lúc Mỹ phải buộc phải thực thi các chính sách kiềm chế toàn diện với Trung Quốc. Thứ nhất là mặc dù Trung Quốc có nhiều lợi ích kinh tế ở Nam Mỹ, ở Châu Phi và kể cả ở Trung Đông, nhưng họ không sẵn sàng can thiệp vào những nơi đó như Liên Xô, và họ cũng không có nguồn lực để lật đổ các chính quyền ở các nước láng giềng để thành lập một quốc gia vệ tinh như Liên Xô đã từng làm ở Đông Âu. Nói cách khác, Trung Quốc chưa đặt ra các thách thức quy mô toàn cầu cho Mỹ như Liên Xô trước đây. Thứ hai, nhìn vào biểu hiện của Trung Quốc kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc, đa phần các học giả hiện nay cho rằng Trung Quốc không phải là một thế lực cách mạng revolutionary power. Nói một cách khác, các nhà lãnh đạo Trung Quốc chưa cho thấy cái tham vọng lật đổ trật tự thế giới hiện nay do Mỹ đứng đầu và thiết lập một trật tự thế giới của riêng mình. Lý do bởi họ là một trong những quốc gia được hưởng lợi nhiều nhất từ trật tự thế giới hiện nay. Chỉ sau hơn 3 thập kỷ mở cửa, nền kinh tế Trung Quốc đã vươn lên vị trí số 2 và đưa hàng trăm triệu người dân Trung Quốc thoát cảnh đói nghèo. Đây là một điều không tưởng vì bất kỳ một trật tự thế giới kinh tế chính trị nào. Nền kinh tế dựa trên xuất khẩu của Trung Quốc sẽ phát triển phồn thịnh nhất trong một thế giới tự do với an ninh hàng hải được đảm bảo bởi Hải quân Mỹ. Cái điều này là không thể chấp nhận. Điều này không có nghĩa rằng đây là trật tự thế giới lý tưởng nhất đối với Trung Quốc về mọi mặt. Nếu có quyền lựa chọn thì các nhà lãnh đạo Trung Quốc chắc chắn sẽ muốn sửa đổi một số luật chơi cho công bằng hơn. Tuy nhiên, điểm mấu chốt ở đây là các nhà lãnh đạo Trung Quốc chưa bất mãn đến cái độ cảm thấy buộc phải lật đổ trật tự hiện nay và thay thế bằng một trật tự thế giới của riêng mình như Hitler vào những năm 30 thế kỷ trước. Cuối cùng, tuy Trung Quốc nay đã hùng mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng xét về mọi mặt vẫn còn thua kém Mỹ rất nhiều. Một nghiên cứu mới đây đã khảo sát ý kiến của 300 học giả hàng đầu của Trung Quốc về quan hệ quốc tế tại một hội thảo tại Bắc Kinh. Kết quả của khảo sát đã cho thấy đa số các chuyên gia đều tin rằng Trung Quốc sẽ khó có thể vượt mặt Mỹ trong vòng 10 năm tới. Và họ tin rằng chính sách xoay trục của Mỹ đang đặt ra thách thức đối với Trung Quốc và là nguyên nhân dẫn đến các chính sách cứng rắn mới đây của chính quyền Bắc Kinh. Do đó, Mỹ không có lý do gì để tìm cách kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc, đặc biệt nếu đây là một sự trỗi dậy thực sự hòa bình. Mỹ cần phải chấp nhận rằng sự trỗi dậy của Trung Quốc là một thực tế không thể chối bỏ và Mỹ không thể làm gì được để mà kìm hãm sự trỗi dậy của Trung Quốc mà không tự hủy hoại chính mình. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc Mỹ nên quanh tay đứng nhìn Trung Quốc chèn ép các nước láng giềng và ngang nhiên bành trướng lãnh thổ của mình ở Biển Đông bất chấp luật pháp quốc tế. Hiện nay chính quyền Bắc Kinh đang theo đuổi chính sách tạm ăn râu, từng bước mở rộng phạm vi kiểm soát của mình ở Biển Đông với mục tiêu cuối cùng là thâu tóm toàn bộ vùng biển trọng yếu này. Đây mới là mối đe dọa thật sự đối với an ninh của Mỹ. Một khi các nhà lãnh đạo Trung Quốc tin rằng Mỹ và đồng minh không thể hóa giải được cái chiến lược bành trướng của họ, họ sẽ kết luận rằng đây là một cách thức tốt nhất để thách thức Mỹ ở các khu vực khác sát sườn với Mỹ hơn, điều kiện cho phép. Chúng ta cũng biết rằng các quốc gia có xu hướng sao chép các chính sách hiệu quả đối với các nước khác. Chính vì thế rất có thể những đối thủ khác của Mỹ hiện nay như Nga cũng sẽ học theo mô hình bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông và áp dụng nó ở các khu vực ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh của Mỹ và các đồng minh ở châu Âu. Hơn nữa, Mỹ cũng cần phải ngăn chặn bước tiến của Trung Quốc ở Biển Đông bởi những hành động hiện nay của Trung Quốc là những đòn tấn công trực tiếp vào trật tự khu vực dựa trên luật lệ của mình, tức là Rules Based. Tất cả những gì mà Trung Quốc đang làm hiện nay, từ bồi đắp đảo nhân tạo cho tới dùng vũ lực để uy hiếp các tàu bè của các nước láng giềng, là những hành động vi phạm luật pháp quốc tế. Nếu mình không thuyết phục được Trung Quốc
Ngừng các hành động đó có nghĩa là ngầm chấp thuận cho Trung Quốc dùng sức mạnh của mình để thay đổi hiện trạng, bất chấp luật pháp quốc tế. Cuối cùng, lúc này là cơ hội tốt nhất để Mỹ có thể ngăn chặn được bước tiến của Trung Quốc, bởi sức mạnh của Trung Quốc vẫn còn chưa ngang bằng với Mỹ, và có thể trong 5 đến 10 năm tới thì Trung Quốc có thể sẽ suy yếu và không còn là mối hiểm họa nữa, nhưng có thể họ sẽ trở nên ngang bằng với Mỹ hoặc thậm chí mạnh hơn. Lúc đó, dù Mỹ muốn kiềm chế Trung Quốc ở Biển Đông, họ cũng không còn cơ hội. Vậy làm thế nào để có thể kiềm chế được Trung Quốc ở Biển Đông? Theo tác giả, Mỹ cần phải có một chiến lược phản ứng linh hoạt với mục tiêu lớn nhất là hạn chế và vô hiệu hóa tất cả các nỗ lực của Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng, lãnh thổ và cán cân quyền lực tại Biển Đông, bằng cách buộc nước này phải trả giá cho hành động thiếu xây dựng và gây leo thang căng thẳng. Chiến lược này có 4 đặc điểm chính: kịp thời, độc lập, chọn lọc và tương xứng. Thứ nhất là kịp thời. Mỹ cần phải trả đũa kịp thời sau khi Trung Quốc có hành động leo thang căng thẳng để gửi đi tín hiệu rằng Trung Quốc sẽ phải trả giá cho bất kỳ hành động nào không mang tính xây dựng, dù lớn hay nhỏ, ở tại Biển Đông. Ví dụ thực tế là chỉ 2 ngày sau khi Bắc Kinh đơn phương tuyên bố thiết lập ADEZ, tức là vùng cấm đấy bạn, trên Biển Đông, Biển Hoa Đông, thì Mỹ lập tức đưa ra pháo đài bay B-52 bay qua để gửi tín hiệu rằng mình không công nhận cái ADEZ này của Mỹ, của Trung Quốc, và buộc phải Trung Quốc phải trả giá ngay lập tức cho tất cả các hành động thiếu tính xây dựng ở Biển Đông, cũng như là thuyết phục các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh rằng những bước đi gây leo thang căng thẳng sẽ lợi bất cập hại. Thứ hai, tức là độc lập. Biện pháp trả đũa cũng phải thực hiện một cách độc lập, tức mỗi đòn trả đũa đều phải thực hành động cụ thể, và dù đơn giản là Mỹ có thể triển khai tức thì. Ví dụ như cụ thể một hành động trả đũa độc lập là việc Mỹ đưa tàu khu trục USS Lassen đi qua vùng 12 hải lý để thách thức yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông vào cuối năm 2015. Một đòn trả đũa độc lập nếu không cần phải triển khai cùng một lúc nhiều biện pháp khác và không cần sự đồng ý hay phối hợp của các bên. Thứ ba là chọn lọc. Đòn trả đũa cũng phải nhắm đến các mục tiêu cụ thể để nhắm vào. Đây là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng, bởi chọn lọc mục tiêu sẽ giảm thiểu rủi ro của Trung Quốc leo thang qua việc đáp trả các đòn trừng phạt quy mô lớn. Điều này cũng có thể xây dựng tính chính đáng và chính sách kiềm chế của Mỹ với các đòn trả đũa hoàn toàn chỉ nhắm vào các đối tượng trực tiếp tham gia và các hành động nhằm thay đổi hiện trạng ở Biển Đông. Ví dụ như là thay vì bao vây cấm vận Trung Quốc, thì Mỹ nên ngăn chặn các hành động cải tạo và bồi đắp đảo nhân tạo Trung Quốc và trừng phạt các cá nhân, công ty có liên quan, tức là có chọn lọc đến cái hành động này. Trong trường hợp này thì Mỹ phải nhắm vào các công ty nạo vét thuộc Tập đoàn Giao thông và Xây dựng Trung Quốc. Đồng thời, Mỹ có thể cấm đi lại và phong tỏa tài sản ở nước ngoài đối với các quan chức Trung Quốc có liên quan đến hành động cải tạo và bồi đắp đảo nhân tạo ở Biển Đông. Hơn nữa, việc nhắm vào các công ty có thể tránh cho Mỹ phải đối đầu trực tiếp với chính phủ Trung Quốc. Cuối cùng là tương xứng. Độ mạnh của đòn trả đũa phải tương xứng với hành động khiêu khích của Trung Quốc. Yếu tố này sẽ giúp giảm thiểu khả năng leo thang xung đột giữa hai bên và tránh được chiến tranh ở quy mô diện rộng. Hơn nữa, việc phản ứng một cách tương xứng như vậy sẽ giúp cho người Trung Quốc hiểu rằng họ mới là người quyết định xem Trung Quốc sẽ phải trả giá lớn đến mức nào cho các hành động của mình. Nói cách khác, Bắc Kinh cư xử càng thô bạo thì đòn trả đũa càng cứng rắn. Trung Quốc càng mềm, mỏng thì đòn trả đũa càng nhẹ nhàng. Thì đây là quan điểm của Mỹ, thì chúng tôi nghĩ rằng là Trung Quốc. Cuối cùng, chúng tôi kết luận rằng Mỹ và Trung Quốc vừa muốn chiến đấu với nhau, nhưng vừa muốn hợp tác với nhau, tức là vừa hợp tác và đấu tranh. Nhưng mà không bao giờ mà chúng ta biết là một khu rừng mà có hai con hổ được, nó phải có một mà thôi. Cho nên tất cả những cái chuyện này cũng là nó là vĩnh vong. Chỉ bây giờ cứ ai tự phát triển mạnh lên và có những cái chính sách đồng minh lớn thì có thể là thắng thôi. Trung Quốc hiện nay thì nói về mặt chủ quan thì chúng ta thấy là chưa thể qua mặt Mỹ được. Nếu mà cứ tiếp tục phát triển kinh tế thì có thể là vượt Mỹ về mặt GDP, nhưng về các cái mặt khác thì tôi nghĩ cũng thể chưa qua mặt được nếu không có những cái đột phá. Thì đây là cái bình luận của chúng tôi dựa trên một số cái bình luận của các học giả trên thế giới để chúng ta tham khảo, chứ không có cái mang cái tính là quyết định hoặc là có mang tính là coi như là truyền bá. Chúng ta lọc qua cái đầu của các bạn thì chúng ta hiểu tình hình thế giới hiện nay nó là như vậy. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc tất cả quý vị và các bạn ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.